Xin được kính chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi kênh của bên Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội. Và em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto 62, hôm nay sẽ hỗ trợ anh chị tham khảo những chiếc xe mà bên Auto 62 đang bày bán để anh chị tiện theo dõi qua màn ảnh. Và nếu như quý anh chị quan tâm đến chiếc xe nào thì quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ anh chị từng chiếc xe, từng video cụ thể và từng hình ảnh cụ thể quý anh chị nhé. Và đến với một mẫu xe đầu tiên, nếu như quý anh chị đang có tầm tiền hơn 400 triệu một chút mà muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao 7 chỗ thì đây có lẽ là một chiếc xe mà em Trường mang đến sự lựa chọn trong khung giá tầm tiền ngoài 400 triệu để quý anh chị tham khảo. Với chiếc này của em là Fortuner bản máy xăng số tự động một cầu, có năm sản xuất 2013 và có ngoại thất là màu xám titan. Nhưng cái điều đặc biệt của trên chiếc xe này là sản xuất 2013 nhưng km zin chỉ 8 vạn thôi anh chị nhé. Khẳng định và cam kết bằng văn bản là km zin của anh chị nhé. Vì vậy chiếc xe và giá hiện tại em đang chào bán với mức giá chuẩn là 463 triệu vẫn có thể linh động giá. Nếu như quý anh chị quan tâm thì alo cho em Trường quý anh chị nhé. Chiếc tiếp theo là một chiếc SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Hyundai, mà là một trong những chiếc xe mà đang rất là được nhiều những bạn trẻ cũng như là trung niên tìm mua và săn đón trong thời gian qua anh chị nhé. Đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Với chiếc này của em là bản premium xăng cao cấp, có năm sản xuất 2022 nhưng chiếc xe chỉ mới lăn bánh có 6.000 km thôi anh chị nhé. Và cam kết với quý anh chị là lịch sử bảo dưỡng sửa chữa rất là đều đặn trong nhà sản xuất và còn nguyên bảo hành hãng đến năm 2025, 2026 thì quý anh chị khá là yên tâm với khi quý anh chị sở hữu chiếc xe lướt mà vẫn còn nhà sản xuất bảo hành đến tháng 1 năm 2026 anh chị nhé. Và với một chiếc xe tiếp theo vẫn là SUV 7 chỗ gầm cao. Chiếc này của em là của nhà sản xuất Toyota với bản Fortuner nhưng của em là bản Legender. Legender là một trong những là bản cao cấp nhất của Fortuner quý anh chị nhé. Và bản này là bản một cầu, có ngoại thất màu trắng và nội thất là ghế da hai màu. Thì xe đã lăn bánh đúng 3 vạn 9 km, nguyên lịch sử bảo dưỡng sửa chữa và bảo hành còn đầy đủ trong nhà sản xuất. Thì em đang chào bán với mức giá chỉ loanh quanh hơn 1 tỷ 1 và cụ thể là 1 tỷ 123 triệu vẫn linh động giá nếu quý anh chị quan tâm anh chị nhá. Một mẫu sedan trong khung giá tầm tiền hơn 500 triệu thì em Trường có một chiếc xe để quý anh chị tham khảo. Chiếc này của em là chiếc Mazda 3 với năm sản xuất là 2022, bản Dulux anh chị nhé. Xe lăn bánh hơn 1 vạn km một chút, có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Thì chiếc xe là siêu siêu mới và full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa. Thì chiếc xe hiện tại thì bên em Trường đang chào bán với giá cụ thể là 563 triệu nếu như quý anh chị quan tâm. Thì alo cho em Trường sẽ có những mức giá tốt hơn và ưu đãi nhất. Vẫn là 7 chỗ gầm cao, vẫn là những mặt hàng mà đang rất là nhiều người ưa chuộng và săn đón. Đây là một chiếc xe của nhà sản xuất Ford, với Ford Everest. Với chiếc này của em Trường là năm sản xuất 2022, bản Titanium 2 cầu, có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Xe lăn bánh đúng 2 vạn 4 km zin. Em Trường đang bán là 1 tỷ 379 triệu vẫn linh động và hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% anh chị nhé. Cam kết với quý anh chị là những chiếc xe mà em Trường đang review lên thì đều có văn bản cam kết của cửa hàng là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái trên xe là sẽ là nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nhé. Với đơn vị kinh doanh bên Auto 62 bên em thì là một trong những đơn vị rất là nổi tiếng về những chiếc xe lướt và những chiếc xe chất lượng. Thì bên em cam kết toàn bộ những sản phẩm mà bên em bán ra thì sẽ hỗ trợ khách hàng bằng văn bản giấy tờ là những
điều kiện đủ để quý anh chị mua một chiếc xe lướt là bên em sẽ cam kết bằng văn bản, nếu như sai bên em sẽ hoàn tiền 100% trả quý khách hàng. Và giấy tờ an ninh pháp lý thì chuẩn chỉ, cam kết không tranh chấp, không phạt nguội, và mọi điều kiện để quý anh chị tham gia giao thông thì bên em đều cam kết bằng văn bản anh chị nhé. Một chiếc tiếp theo vẫn là SUV 7 chỗ, nhưng của em chiếc này có năm sản xuất 2015, số tự động một cầu, máy xăng anh chị nhá. Có ngoại thất màu bạc và nội thất màu kem. Một chiếc xe chỉ lăn bánh đúng 8 vạn km zin, cũng full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất. Vì vậy em Trường cam kết là km zin và có ngoại thất màu bạc và nội thất màu kem. Thì em Trường đang bán với mức giá cũng chỉ 493 triệu, vẫn linh động giá anh chị nhá. Thì nếu như quý anh chị quan tâm, alo cho em Trường để có những mức giá và những thông tin hữu ích nhất khi quý anh chị đang tham khảo chiếc xe nào bên em Trường, quý anh chị nhé. Tiếp theo đến vẫn là Hyundai Santa Fe, nhưng chiếc này của em có màu ngoại thất là màu vàng cát và nội thất là ghế da hai màu bản premium, phun xăng anh chị nhá. Năm sản xuất 2021 nhưng em nó mang form dáng của 2022, bản cao cấp nhất premium, máy xăng anh chị nhá. Và xe lăn bánh đúng 3 vạn km và giá bên em đang chào bán là 1 tỷ 065 triệu thì giá khá là tốt trong phân khúc. Và so sánh giữa một chiếc xe chưa lăn bánh và một chiếc xe lướt thì em nó rẻ đi rất là nhiều lần rồi anh chị nhá, rẻ đi gần 300 triệu thì quả thật là một mức giá khá là ok. Vẫn là Hyundai Santa Fe, nhưng chiếc này của em có ngoại thất màu trắng và nội thất là ghế da hai màu. Chiếc này của em là bản premium phun dầu anh chị nhá, premium phun dầu, xe lăn bánh hơn 3 vạn km và cũng phun lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất anh chị nhá. Và cam kết ơi quý anh chị là chắc chắn là xe không bị đâm va rồi, không bị ngấm nước và máy móc kèm chỉ mọi cái là nguyên bản anh chị nhá. Và chiếc xe này thì em Trường đang bán là 1 tỷ 130 triệu linh động giá, nếu như anh chị quan tâm thì có thể alo cho em Trường. Và toàn bộ những chiếc xe đằng sau em Trường đây, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 chiếc xe là đã được quý khách hàng bên em Trường đặt cọc và đợi ngày tốt là sẽ đưa các em về với chủ mới. Thì cảm ơn toàn bộ quý khách hàng từ trước đến bây giờ và đã tin tưởng và ủng hộ Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và hy vọng rằng trong thời gian tới và bên em sẽ phát triển mãi mãi và sẽ nhận được nhiều những sự tín nhiệm của quý khách hàng. Thì nếu như quý khách hàng cần nhu cầu và cần thông tin bất cứ xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em Trường. Em Trường cam kết sẽ cung cấp chân thật nhất và đầy đủ nhất và giá tốt nhất để quý anh chị tham khảo anh chị nhé.